Hà Nội mùa thu cây cát bụi vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau. Phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu. Hà Nội mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ, cốm giữa vỉa hè thơm bước chân em. Quá khứ để mình nhớ đến, và cái quá khứ đó
sẽ luôn luôn làm thăng hoa cho đời sống của mình. Quá khứ là kỷ niệm, kỷ niệm là chúng ta đến với nhau ngày hôm nay, cũng như là Hồng Nhung đến với chúng ta ngày hôm nay. Tôi chỉ tiếc một điều là tôi không tìm thấy những chiếc răng khảnh rất đáng yêu của Hồng Nhung. Chắc có nhiều người là đồng tình với chị nên vỗ tay. Em phải đeo niềm răng như thế là hơn 2 năm, rất là đau và rất là đau khổ. Chỉ có điều trong lúc niềm răng thì em hơi an ủi rằng là thấy mình hơi giống tụi trẻ con 16 tuổi. Vậy ở đây chỉ có 16 tuổi thì nó mới niềm răng. Nhưng đến khi xong rồi bác sĩ vẫn để cho hai răng khảnh là hơi khảnh một chút. Tức là trước, nếu như mọi người cho răng khảnh là duyên thì trước đây là duyên lộ, còn bây giờ là duyên ngầm. Có nghĩa là nhìn xa thì không thấy nhưng mà phải cận cảnh mới hay. Thưa quý vị, có thể thấy rõ ràng người Hà Nội có khác. Hình như là người Hà Nội chưa bao giờ chịu thua ai về cái cách dùng chữ và ăn nói, nhưng có lẽ là chị em mình sẽ thua người miền Trung. Tại vì mình nói không lại. Thưa quý vị, nếu không nói lại thì mình chuyển sang hành động. Đừng em, đừng hình sự quá không nên. Trước khi gửi vào các chị, chiếc áo này anh Kevin Hiệp cũng lựa cho Hồng Nhung. Bởi vì Hồng Nhung nói là khi không còn răng nữa, xin không còn răng khảnh. Thì Hồng Nhung như là một cô bé 16 tuổi. Thật ra trong con mắt của tôi, Hồng Nhung bây giờ cũng chỉ là 16 thôi. Có nhiều photoshop. Các bạn cần, Hồng Nhung phải chờ khoảng 40 năm nữa khi Hồng Nhung ở cái tuổi của tôi. Thì Hồng Nhung mới thấy vì sao chúng ta có quá khứ mà vì sao chúng ta có tương lai. Bây giờ thì quá khứ hay tương lai, chúng tôi đứng gần với nhau. Chúng tôi sẽ hòa hợp lại. Xin được tiếp lời của chị Khánh Nhung, bởi vì chị có mắt đến quá khứ và chị nói rằng là chị có tự hào bởi vì chị là một phần quá khứ, rằng quá khứ là kỷ niệm. Nhưng mà chị không biết rằng là đối với những người Việt Nam, những người yêu nhạc của chị, vậy có rất nhiều ca sĩ, có những ca sĩ là thị trường rất là tức có tính thời đại nhưng sẽ qua ngay. Còn có những người nghệ sĩ có tài thực thụ, có tâm hồn và để lại những tác phẩm có giá trị thực sự, thì họ không phải là có giá trị thời đại mà có giá trị tồn tại. Nếu như chị hãnh diện rằng mình là một quá khứ của Hà Nội thì chị không biết rằng có hàng triệu người ở Việt Nam giữ chị ở trong trái tim và họ hãnh diện vì có chị không chỉ là quá khứ mà cả hôm nay nữa.